Việt Nam rừng vàng biển bạc là câu nói được bao thế hệ truyền lại qua hàng ngàn năm. Hơn hết, chúng ta đều hiểu rằng vị trí địa lý Việt Nam là sự thèm muốn của bao cường quốc. Những năm gần đây, sau khi đưa đất nước phát triển vượt bậc, Trung Quốc đã không giấu giếm ý định bành trướng Biển Đông bằng cách liên tục gây sức ép, từng bước sử dụng nguồn lực dồi dào và vũ khí hiện đại, cải tạo, chiếm đóng trái phép các đảo của nhiều quốc gia khác nhau. Người Mỹ từ bên kia quả đất lo sốt vó, không thể ngồi im để Trung Quốc muốn làm gì thì làm trên Biển Đông. Vậy tại sao Trung Quốc đất đai rộng lớn, suốt bao năm trước ít gây hấn trên biển, giờ đây lại như một con thú thèm khát biển khơi? Chúng ta hãy tìm hiểu tư duy đất liền và tư duy trên biển đã thay đổi thế giới ra sao. Tư duy đất liền là tư duy coi đất đai là yếu tố quan trọng nhất của quốc gia. Cùng với tư duy đó, một số dân tộc hàng hải châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh ngày xưa chiếm nhiều nước khác làm thuộc địa. Giữa thế kỷ 16, các thuộc địa ở châu Mỹ của Tây Ban Nha có tổng diện tích 25 triệu km2, rộng gấp 50 lần chính quốc. Nước Anh từng có các thuộc địa rộng hơn 100 lần chính quốc. Nước Mỹ sinh sau đẻ muộn, tuy đất rộng nhưng vẫn chú ý bành trướng lãnh thổ. Khi mới độc lập chỉ rộng hơn 1 triệu km2, có hơn 4 triệu dân, ngày nay rộng 9,83 triệu km2, 328 triệu dân. Với đầu óc thực dụng đúng chất con buôn kiểu Mỹ, họ chủ yếu bỏ tiền ra mua đất. Như năm 1803, mua của Pháp vùng Louisiana rộng 2,14 triệu km2, giá có 15 triệu đô la. Năm 1867 bỏ 7,2 triệu đô la mua từ Nga vùng Alaska, cực kỳ có giá trị chiến lược địa chính trị, rộng 1,518 triệu km2. Về sau, khi thế giới đã hình thành cộng đồng quốc tế, gồm nhiều quốc gia có chủ quyền lãnh thổ được quốc tế thừa nhận thì không thể mở rộng lãnh thổ được nữa. Hành động đó bị coi là xâm lược. Nửa đầu thế kỷ 20, Nhật, Đức từng cố gắng mở rộng lãnh thổ, gây ra chiến tranh thế giới và cuối cùng bị tiêu diệt. Tiếp đó, hệ thống thuộc địa tan rã, các nước đế quốc phải trả lại độc lập cho các thuộc địa Anh, Pháp, mất hết thuộc địa. Riêng Mỹ không hề mất các vùng đất đã mua được. Bấy giờ tư duy đất liền trở nên lỗi thời, cần có một tư duy mới. Tư duy biển là nói tư duy nhận thức biển và vùng đất ven biển là yếu tố quan trọng nhất của quốc gia về kinh tế và quốc phòng. Biển chiếm 70,8% tổng diện tích bề mặt trái đất, trừ phần lãnh hải thuộc chủ quyền của các quốc gia giáp biển ra. Phần còn lại là của chung toàn thế giới. Tại sao nước nào cũng vậy, giải đất ven biển là nơi tập trung dân ở và làm ra nhiều của cải nhất, cho nên là nơi quan trọng nhất. Vùng đặc quyền kinh tế trên biển của nước ta rộng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Có một sự thật là loài người sống trên đất liền quá lâu, hầu hết tài nguyên đất đã bị khai thác cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Trong khi đó, biển lại cực kỳ giàu tài nguyên như hải sản, khoáng sản, dầu khí, muối, v.v. Ngoài ra, có thể dùng biển để khai thác dịch vụ giao thông, hàng hải, du lịch. Các vùng biển xa vẫn còn rất nhiều nguồn tài nguyên chưa khai thác. Bởi vậy, nhiều nước phát triển kinh tế theo cách lấy đại dương nuôi đất liền. Cách đây hơn 2.000 năm, triết gia cổ La Mã Cicero đã nói, ai kiểm soát biển thì người đó kiểm soát được thế giới. Thời xưa, các đế quốc phương Tây đều vượt biển xâm lược những nước nhỏ yếu phương Đông. Thời nay, tranh chấp giữa các quốc gia tập trung vào biển đảo nhằm mở rộng lãnh hải để khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến hàng hải. Các nước giáp biển đều coi việc giữ an ninh biển là nhiệm vụ chính. Biển ngày càng có giá trị quân sự hơn đất liền. Vì thế, các nước đều cố gắng thu xếp ổn thỏa vấn đề biên giới trên đất liền để tập trung lo kiểm soát biển. Từ bỏ tư duy đất liền, chuyển hẳn sang tư duy biển, tập trung sức người, sức của, phát triển kinh tế biển và vùng ven biển xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh ngày nay đã trở thành xu thế chung của các quốc gia giáp biển. Hầu hết các dân tộc trên lục địa châu Á đều sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Vì thế xưa kia họ coi trọng đất mà coi nhẹ biển, mạnh về tư duy đất liền và yếu về tư duy biển và không dễ chuyển tư duy. Do chỉ lo cày xới mảnh đất nhỏ bé của mình, tự cấp, tự túc, yên phận thủ thường, không cần trao đổi hàng hóa với nước ngoài, do đó không đi xa, không giao thương trên biển. Nếu họ có đánh cá biển thì cũng chỉ ở ven biển. Trong bậc thang xã hội, ngư dân bị coi thường, xếp dưới cả nông dân. Cho tới đầu thế kỷ 20, các dân tộc phương Đông vượt biển để buôn bán. Chỉ có những con đường tơ lụa trên bộ đã không chở được nhiều hàng hóa hành khách, lại cũng không đi xa được nhiều nơi được. Người Âu Mỹ từ xưa đã đặc biệt coi trọng biển và ra sức khai thác biển. Các dân tộc hàng hải ở Tây và Bắc Âu đóng thuyền vượt đại dương đi khắp nơi buôn bán, chiếm đất hoặc cướp tài sản của những người Viking Bắc Âu.
Đời sống trên biển đầy hiểm nguy, buộc họ phải mạo hiểm, dũng cảm, năng nổ, cởi mở, cầu tiến, có ý thức tập thể và ý thức cạnh tranh, chịu khó khám phá, phải biết thiên văn, hình học, toán học. Do luôn đi xa nên họ học được nhiều cái hay, cái mới, có nhiều phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là hàng hải học, sớm phát triển buôn bán đường biển để làm giàu, rồi từ đó bước lên con đường công nghiệp hóa, phát triển khoa học kỹ thuật, tăng sức mạnh kinh tế quân sự. Văn minh phương Tây trội hơn văn minh phương Đông chính là vì thế. Đại đế Pius sinh năm 1672, mất năm 1725 là vua Nga đầu tiên biết coi trọng biển, từng tự cải trang thành anh thợ sang Hà Lan học đóng tàu, về nước xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh, rồi ra sức mở rộng lãnh thổ nhằm giành quyền thông ra biển cho nước Nga đất rộng nhưng có quá ít bờ biển và mùa đông biển đóng băng không đi lại được. Từ đó Nga trở thành cường quốc. Năm 1713, Pius chuyển kinh đô tới Saint Petersburg trên bờ biển. Dân Nga gọi ông là Pius vĩ đại, thật không sai. Tổ tiên người Việt chưa quan tâm tới biển xa, nhưng đã quan tâm tới biển gần. Từ xưa, ngư dân Việt đã tìm đến định cư tại hầu hết các đảo ở cách đất liền không xa trong vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc gần Campuchia hơn, nhưng người Việt lại định cư tại đây đầu tiên. Ngày nay Phú Quốc đang trở thành một điểm du lịch cực kỳ giá trị ở cực nam nước ta, tương tự đảo Jeju của Hàn Quốc, đảo Bạch Long Vĩ ở giữa vịnh Bắc Bộ, cách gần đều lãnh thổ Việt Nam, Trung Quốc. Cũng do dân tỉnh Quảng Yên đầu tiên đến ở năm 1937, chính quyền Bảo Đại lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý trưởng trên đảo. Nhờ thế, Bạch Long Vĩ mặc nhiên là lãnh thổ nước ta. Dù năm 1949 từng bị chính quyền Tưởng Giới Thạch chiếm đóng, năm 1955, quân đội Trung Quốc Cộng sản chiếm lại, nhưng sau đó phải trả cho ta vì Công ước Pháp-Thanh ký năm 1887 đã quy định Bạch Long Vĩ thuộc về nước An Nam, xứ bảo hộ của Pháp. Nhìn chung toàn bộ các đảo ven biển nước ta đều có dân ta sinh sống và làm chủ từ sớm. Nhờ thế ngày nay, nước ta tránh được bao nhiêu rắc rối về tranh chấp biển đảo với các nước xung quanh. Thử tưởng tượng, nếu một trong các đảo ấy thuộc quyền kiểm soát của nước ngoài, thì nền độc lập của nước ta sẽ gặp rắc rối chừng nào? Nhờ có tư duy biển nên phương Tây nhanh chóng giàu mạnh. Phương Đông đã không có tư duy biển, lại chậm đổi mới tư duy. Rõ ràng, cần tiếp thu học thuyết sức mạnh biển. Các chuyên gia cho rằng, các yếu tố sức mạnh biển mà một quốc gia cần phải gồm: 1. Vị trí địa lý thuận lợi qua biển đi ra thế giới. 2. Địa hình thuận lợi như có nhiều cảng và con sông chảy qua vùng đất màu mỡ thông ra biển. 3. Lãnh thổ có dân sống thì phân bố dọc theo bờ biển. Phải có số dân tương đối đông để có thể cung cấp đủ thủy thủ và lao động đóng tàu. 4. Toàn dân phải có khát vọng và nhu cầu về thương mại trên biển. 5. Chính phủ phải có quyết tâm phát triển sức mạnh biển của nước mình. Có thể thấy là do tư duy đất liền mạnh hơn tư duy biển, do chậm đổi mới tư duy, nên những quyết định đúng đắn như trên còn quá ít và đưa ra khá muộn. Song dù muộn, còn hơn không. Giờ đây hơn bao giờ hết, Việt Nam chúng ta cần trang bị cho mình tư duy biển để có thể sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.